Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Video ngày hôm nay sẽ là món quà tôi gửi tặng anh em Trần Ngọc Nam thay cho lời cảm ơn anh em nhá. Ok, chơi cái gì thì hồi sau sẽ rõ. Tôi đã rút kinh nghiệm từ mấy cái video trước anh em ạ. Mấy cái video trước ấy, tôi có chia sẻ ngay từ đầu cái việc là tôi chơi cái gì khiến cho anh em cảm thấy mất hứng. Đấy, có rất nhiều anh em mà chia sẻ là như thế. Nên là tôi quyết định là bây giờ làm content là cứ phải là hồi sau sẽ rõ. Anh em tự có nhiều suy luận thôi. Chứ còn bây giờ không có tiết lộ trước nữa anh em nhá. Ok. Rồi. Khởi đầu đây là nó cũng khá là tốt đẹp đấy. Một con Whispersia. Ok, tôi bật cái tiếng lên. Cho to to một tí. Ơ, sao không kéo nhỉ? À, ui dồi. Hóa ra là chưa bật. Đúng không? Phải không? Ơ, sao không kéo nhỉ? Đây. Rồi, cho to một tí này. Quên cả lấy đồ luôn. Lại ra Whispersia nữa hả? Hôm nay thì content không liên quan gì đến cái con này cả, nhưng mà nó lại ra khá là nhiều. Nếu mà nó là beat ấy thì quá tuyệt vời luôn, nhưng mà nó lại không phải là beat anh em ạ. Content ngày hôm nay là chơi cái bộ khác cơ. Không sao, thôi được rồi, chơi tạm, giữ máu đầu game. Đấy. Ra con Whispersia này là đầu game siêu đẻ, là cực kỳ hay luôn. Ra thêm một con beat nữa thì ngon. Kết hợp với cả tộc beat, các cái con đệ sẽ được tăng đam. Rồi, những cái round đầu tiên thì chúng ta sẽ đẩy đối thủ rất nhiều máu. Do đối thủ bây giờ hiện tại đam bé, không thể kết liễu được những cái con đệ. Chắc chắn là từ bây giờ đến khoảng round 10 là chúng ta ok rồi. Chúng ta khá là ổn áp. Đấy rồi. Ra hơi nhiều ảnh phân lộ đấy. Cho con Zipper này vào mạnh này. Sao Zipper giai đoạn đầu game này là sẽ có khả năng hồi máu thì đội hình sẽ rất là khỏe. Ở trong con game này thì các cái con mà hồi máu mà gây đam được ấy thì nó phải 3 tiền trở lên. Đấy. Và chúng ta có một con 4 tiền vừa hồi máu vừa gây đam. Cái sự chênh lệch ấy khi mà một lần tung trưởng nó là khá là nhiều. Round này thì tạm thời chưa cho beat vào. Tôi sẽ cố gắng tha một round để chúng ta lấy được một tiền của cái con Soulbreaker anh em ạ. Ui rồi, nó Echo. Thể gặp cái thằng Echo không ăn được tí nào. Ui, sói này. Chắc này đúng kiểu beat độ ấy. Beat độ, nhưng mà có điều là content ngày hôm nay không chơi beat anh em ạ. Trận này mà không phải làm content thì chắc chắn là tôi chơi beat rồi. Nhưng mà trận này tôi có một cái content này rất là hay. Và thực ra đây nó là cái yêu cầu đấy của anh em Trần Ngọc Nam. Nên là tôi sẽ cố gắng thực hiện đấy. Anh em Trần Ngọc Nam thích, mong muốn là sẽ có một cái bộ như thế. Nên là tôi sẽ cố gắng tôi chơi nha anh em nhá. Đấy, cái chơi này thì nó nhiều anh em bảo là ra gì chơi đấy lựa theo bài thì xem nó hay hơn. Thì thực ra thì anh em nói không sai. Đấy. Anh em bảo là làm content thì xem nó bị bó buộc vào một cái line up ấy thì nó kém hấp dẫn hơn. Thì cái này thì tôi cũng không phản đối. Nhưng mà nó chỉ kém hấp dẫn hơn khi mà tôi tiết lộ từ đầu, tức là anh em biết được tôi đang chơi gì. Đấy, tôi tiết lộ từ đầu thôi. Thì anh em cảm thấy là nó kém hấp dẫn hơn vì anh em biết tôi chơi gì rồi, anh em biết thừa rồi. Đấy, nhưng mà để mà nói để mà nói một cách công bằng nhá, để mà làm content ấy, để mà chơi ấy, thì nó khó hơn rất nhiều so với việc là ra gì chơi đấy anh em ạ. Đấy, làm content nó khó hơn rất nhiều. Bởi vì làm sao? Bởi vì khi mình chơi ấy, ra gì chơi đấy, tức là bài được cho một cái bộ bài gì đấy mình tận dụng được thì là mình đã hay rồi. Đấy, đúng không? Mình biết được là được chơi gì, mình tận dụng được cái điều đấy vào thì là mình đã hay rồi. Nhưng mà nếu mà mình không có ra gì chơi đấy mà mình coi như là mình chơi ấy, theo cái kiểu lối chơi là gì? Làm theo content, tức là phải chơi một cái bộ bài mà mình không được ra những cái bài đấy. Đấy, mà mình lựa thế nào mà mình chơi được, mình đỡ mất máu, mình có thể là xoay sở như nào mà mình chơi được,
thì tôi nghĩ là nó còn hay hơn rất nhiều lần chứ, đúng không? Anh em công nhận không? Đấy, có thể là nhiều anh em mới vào anh em sẽ nghĩ là gì? Là cái việc mà sở farm một cái layup mà không có sự sáng tạo hay không có sự linh động trong cái việc chơi ở trong game ấy thì là chơi kém. Đấy là những cái người mới chơi. Thì đúng, anh em nói đúng. Đấy là cái tầng thấp. Đấy, cái tầng mà chúng ta bắt đầu chúng ta luyện những cái layup. Đấy, và chúng ta chơi một cái layup thôi. Để làm nào để có thể là thông thạo cái layup đó đã. Đấy, sau đó luyện hết cái layup này thì chúng ta chuyển sang cái layup khác. Thì đó là những cái bước đầu tiên của một cái người mới chơi đấy anh em ạ. Đấy, một cái người mới chơi thì sẽ là chơi như thế. Đó, bây giờ nhá thì tôi đang tận dụng những cái con Whisperseer này, mặc dù là nó không liên quan gì đến cái layup mà tôi sắp chơi. Đấy, nhưng mà tôi tận dụng nó. Bởi vì nó ra, đúng không? Bây giờ nó ra nhiều, chúng ta tận dụng luôn. Đó. Thì cái kiểu tận dụng sau đó là chuyển về một cái layup mà chúng ta đang định hướng đến. Đấy, thì nó lại ở một cái tầng cao hơn nữa. Nó ở cái tầng mà còn cao hơn cả cái tầng gọi là tận dụng. Xong rồi là giữ máu được đầu game khi mà nhận ra được là cái đội hình mà chúng ta đang được máy trò ấy. Đấy. Thì cái này nó là vừa tận dụng, lại vừa chuyển được về cái layup mà mong muốn. Thì rõ ràng là nó là còn hay hơn anh em nhá. Chứ còn không phải là bây giờ là cứ phải là bó buộc vào là chơi cái layup mà anh em hội viên anh em yêu cầu hay là làm content yêu cầu đâu, không phải đâu. Đấy, đây anh em sẽ thấy là cái cách xoay sở của tôi làm nào để chúng ta vừa tận dụng được những cái con bài mà nó không liên quan gì đến cái layup yêu cầu. Đấy, mà chúng ta lại tận dụng được, mà chúng ta lại chuyển về được cái layup đấy, và chúng ta lại còn được top 1 cơ. Thế nó mới hay. Đấy. Nhá anh em nhá. Rồi ok. Anh em vẫn chưa biết tôi chơi gì đâu. Cứ bình tĩnh. Qua World Set. Ok rồi. Bây giờ thì cho con này vào, bởi vì tôi vẫn chưa kiếm được cái đồng nào. Vừa lấy là nhận thấy là một cái đao không được là tôi bỏ ra luôn mà. Đấy, cái đao mà ăn cái con Echo tôi bỏ ra luôn. Sau đó là tôi bỏ beat vào để tôi kết hợp với cả Whisperseer, kết hợp với cả những cái con gọi đệ. Whisperseer quả này có thể lên được 3 sao sớm thì rất là ok. Đấy, lại có chuỗi đầu game rồi. Anh em xem ấy, anh em sẽ thấy là đa phần những cái trận đấu là tôi thường là hay là có chuỗi đầu game. Bởi vì là mình tận dụng tốt mà. Mình có thể lắm được là những cái con bài gì mà nó cho mình mua, sau đó là mình tận dụng được những sức mạnh của đội hình. Thế nên là mình dễ được cái chuỗi đầu game. Ok. Lại ra một con ảnh phẫn nộ nữa này. Vậy là ảnh phẫn nộ có thể lên được 3 sao luôn á. Đây rồi. Giảm hồi chiêu. Được đấy. Đấy, lại cho vào như này thôi. Level 7 thì lại chưa đủ tiền. Ở đây là cho tôi một con Shadow nữa. Một con Shadow này là có thể là cho vào là có thêm 2 warlock. Nên là tôi sẽ bán con này đi. Bởi vì tôi không chơi beat anh em ạ. Đấy, tôi sẽ thay thế vào một con beat khác. Sau đó là tôi sẽ mua con warlock. Còn tí nữa thì sẽ ra một con wizard nữa là chúng ta lên được con Whisperseer lên 3 sao. Đấy, đơn giản nó là như thế thôi. Ta sẽ có Whisperseer 3 sao gánh tiếp đến sau round 15. Tầm này thì có thể mất chuỗi đấy. Nhưng mà lên được 3 sao thì không. Chỉ cần một con wizard nữa thôi. Rồi. Đây như này đi. Này mạnh hơn đấy. Hai warlock thì không bằng là một con 2 sao cho vào đó. Đầu game. Đấy, và khi mà anh em nhìn cái bảng này là anh em biết tôi chơi gì rồi đúng không? Nhưng mà anh em nhìn thế nhưng mà nó không phải thế đâu anh em ạ. Anh em nhìn thế nhưng mà nó chỉ gọi là hơi hơi thôi, gần gần thôi, chứ nó không hẳn là như thế nhá anh em nhá. Đấy, anh em nghĩ cái tưởng là như thế nhưng mà cuối cùng thì nó lại không giống như thế. Đấy, cuối game sẽ tiết lộ là cái bộ mà anh em Trần Ngọc Nam yêu cầu nó là bộ gì. Rồi. Trong lúc này thì anh em vẫn có thể là đoán để xem là tôi đang chơi cái gì. Đấy, còn tôi biết anh em đang nghĩ gì. Đấy.
tôi biết là anh em khi mà tôi bật lên cái bảng cái kho tướng mở rộng là tôi biết là anh em nghĩ gì rồi, là anh em biết là anh em đoán là gì rồi. Nhưng mà nó lại không phải như thế đâu anh em ạ. Cái mà anh em nghĩ không phải là những cái gì mà tôi đang chơi nha anh em nhá. Nó chỉ là những cái gì mà tôi muốn cho anh em xem thôi. Rồi. Anh em cứ đoán đi. Một lát sau rồi anh em sẽ thấy. Ok. Bây giờ thì cố gắng làm nào để chúng ta có thể giữ cái chuỗi này càng lâu càng tốt. Rồi, con mèo này. Mua con mèo này là chúng ta sẽ có thể là đợi thêm một con mèo nữa. Và ở đây anh em thấy là có rất nhiều cặp. Đấy, kết hợp với mèo nó rất là tuyệt vời luôn đấy. Nếu mà chúng ta ra thêm con mèo nữa thì tôi khẳng định với anh em là tôi có thể dí cấp rất sớm lên hẳn level cao luôn, chứ không cần phải đánh ở level thấp. Không cần form đội hình sớm làm gì cả. Chúng ta có thể dí lên cấp 8, cấp 9 vẫn vô tư. Ui giời ơi, đấy anh em thấy chưa? Đó là cái sự hợp lý trong cái việc xây dựng đội hình luôn. Tận dụng những cái con được cho anh em ạ. Ui giời ơi, lên 8 nó là ok luôn đấy. Nhưng mà bây giờ chưa đủ tiền. Mà chưa đủ tiền thì có thể là chúng ta sẽ bỏ bớt một con bài ra. Tôi đang tính xem nào. Bây giờ thì bỏ con Sa Zipper ra thôi. Lên 8 thì chúng ta sẽ cho nó vào. Đấy, thế này là quá là mạnh rồi. Ok chưa? Rồi, tương đối ổn áp đấy. Khả năng là chuỗi này sẽ còn giữ rất lâu. Sau round 15 thì nó là chắc chắn rồi. Còn bây giờ là sau round 20 thì có giữ được cái chuỗi này không? Thì sẽ phải tính tiếp. Xem là sau cái round 15 thì chúng ta sẽ được ra thêm những cái con bài gì để có thể là tận dụng vào. Nếu mà form được cái đội hình mà tôi đang có ý định chơi thì càng tốt. Và nếu mà không form được thì chúng ta vẫn có thể tận dụng được. Ui, con này lên được 3 sao ấy hả? Thế thì mất một cặp nhỉ. Ok. Bây giờ lại xem nào, kiếm con gấu lửa là rất là ok. À mà không được, cái con gấu lửa thì nó sẽ áp con gấu lên 2 sao. Bởi vì trong đội hình nó có con Whispersia 3 sao rồi. Chỗ này có Saman à? Ây da. Saman hơi cao tơ ấy nhỉ. Piazza, Saman, Exit, có cả Exit luôn. Cái cô kia chuỗi cộng 10 nó cũng giống như tôi đấy. Tiền nó hơn tôi. Cái người Eco thì lúc nào tiền nó cũng sẽ nhiều hơn cái người mà đánh chuỗi thắng. Nhưng mà cái lượng máu thì cũng ối dồi ôi luôn. Còn có 38 máu ở round 15, rất thấp. Nhưng mà khả năng là cái thằng Eco ấy nó đang chưa cắn máu. Chứ còn nếu mà nó cắn máu lên thì tôi nghĩ là chắc là nó cũng sẽ không phải là 38 máu đâu. Nó sẽ hơn ấy. Đồ à, dấu ấn thần thánh. Quá ok luôn anh em ạ. Được đấy. Hay là cái ánh mắt AZ nhỉ? Tôi nghĩ là dấu ấn thần thánh thôi. Cái này nó sẽ khiến cho tôi có khả năng thêm một cái bộ gót nữa. Bình thường thì chúng ta sẽ không có gót, nhưng mà khi mà lấy dấu ấn thần thánh thì chúng ta sẽ có gót ở trong đội hình. Cái đấy nó sẽ cực kỳ căng luôn, đẩy cực kỳ mạnh. Trận này chúng ta sẽ có thể sử dụng cái con Whispersia này giai đoạn đầu game, sử dụng kết hợp với gót tì đè đối thủ, đẩy đối thủ càng nhiều máu càng tốt. Có lên cho thêm gót vào không nhỉ? Thay con gấu ra thì có thể vứt cái con gót vào. Nhưng mà tôi đang sợ là cái mana này này, nó đang tốc độ tăng mana nó đang hơi bị chậm so với cả cái cooldown anh em ạ. Đấy, anh em để ý nhá. Đấy, cái cooldown nó đã xong rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa thể tung được cái lượt trưởng tiếp theo. Chính vì thế là cái việc mà cho hai gót vào ở cái tầm này để mà tận dụng được con Whispersia đẻ nhiều đệ thì thực ra nó không hợp lý cho lắm. Nó không hợp lý cho lắm. Đấy. Còn cái dấu ấn gót ấy, dấu ấn thần thánh thì tôi sẽ để cho một cái con khác. Tí nữa cái sức mạnh nó sẽ phát huy hiệu quả hơn. Đấy. Và cái này ấy, thì thực ra là cũng đã xây dựng ý tưởng ngay từ đầu rồi. Khi mà anh em Trần Ngọc Nam có gửi yêu cầu, đấy là tôi cũng đã có xây dựng ý tưởng vạch sẵn
các cái lối đi đấy, ở trong game là có đã vạch sẵn hết rồi. Bây giờ chỉ việc là tận dụng thôi. Ra kịch bản như nào là cứ lựa theo như thế thôi. Late game thì nó sẽ tất cả nó sẽ quy về một mối hết anh em ạ. Ui thằng kia nó nói gì tôi đấy? Chắc chắn là nó đang nói tôi rồi. Để xem nào. Hai mảnh ba sao đang nói đùa à? Đúng rồi, đang đang trêu đùa. Có phải bạn đang trêu đùa tôi đúng không? Ok, đúng là như thế. Đấy, để xem nào. Không ai cắt chuỗi được thì thằng này eco creator. Vớ vẩn, mất chuỗi cho thằng này mất. Được không? Có không? Có khả năng nào? Có khả năng nào không? Có khả năng nào? Không đâu bạn ơi, không dễ thế đâu. Blink ở chỗ khác rồi. Úi giời ơi, úi giời ơi, đẻ à. Lát người. Này thì eco nữa đi, eco tiếp đi, 19 máu. Để 17 máu luôn. Con mèo này thì không áp cấp lên nha anh em nha. Ở đây chúng ta có thêm một cặp nữa này. Con mèo thì tí nữa tôi bán đi thôi mà. Bây giờ là có thêm cặp ở đây là cặp Evil Cry. Để như này thì chúng ta có thêm một quân bài. Nhưng mà liệu rằng là có mạnh hơn cái con gấu gọi đệ ra không? Tôi nghĩ là không đâu. Con gấu gọi đệ này ra là nó cũng là hai quân bài, kèm thêm là chúng ta có Warlock nữa. Rõ ràng là để như này mạnh hơn. Ok, cặp Sama là chưa, thằng này chưa đủ bộ. Chưa đủ bộ. Thế thì tớ lại đẩy tiếp. Đấy, không sao, mặc dù không có gót nhưng mà đấy, cái tốc độ tăng mana bây giờ nó bằng cái tốc độ cooldown thì là ok đấy. Là chúng ta đang chuẩn rồi, khá chuẩn rồi. Đó. Tôi nghĩ sẽ giữ chuỗi này đến round 21 đấy. Lên được 2 sao luôn. Thế thì quá là mạnh rồi. Bây giờ ra gót luôn rồi nhá. Chuyển luôn không? Chuyển bài luôn không? Chuyển bài bây giờ thì hơi thiếu. Có khi là vẫn chưa mạnh đâu. Thế này thì bài cơ sheet yếu hơn à? Thế này đi. Nhá. Không lên cho bài cơ sheet vào. Bởi vì như thế nó sẽ giảm máu của con mèo, giảm máu của con Shadow. Giảm máu của những con tướng không phải thuộc tố Exit thì rất nguy hiểm. Ôi thì chết rồi, tao này thua rồi. Rồi, thằng này căng quá anh em ạ. Thằng này căng quá. Ăn nổi không? Con ngựa vẫn sống khó nhỉ. Trông có vẻ khó đấy. Được không? Cố lên nào. Chỉ còn một con ngựa hết máu thôi. Chỉ còn một con ngựa hết máu thôi. Úi dồi ôi, hay quá, cắt chuỗi luôn anh em ạ. Được quá nhở. Quá tuyệt vời. Ok rồi. Được rồi đấy. Sau là 20 chúng ta vẫn đang có chuỗi. Và có một cái vấn đề nhá, là cái trận đấu này tôi đẩy cực kỳ nhanh luôn. Anh em thấy bọn nó sắp hết máu rồi. Chắc lại có con Whisper Seer nó ra sớm, nó tận dụng được, nó đẩy kinh quá đi của tôi. Round sau rồi chúng ta lên được 9 rồi. Hộp ma thuật à? Kiếm gãy à? Xem nào. Lên 9 cái đã này. Hai gót. Thế này đi. Tôi vẫn nghĩ này mạnh hơn. Sao đi vô lên được 2 sao tôi cho vào búp mana cho nhanh anh em ạ. Lấy cái chén thánh luôn. Món này là ok đấy. Tôi không cần cấm đánh đâu. Đội hình này không cần cấm đánh.
sức mạnh của đội hình này nó là cái sự chênh lệch về máu, chứ nó không phải là cái sức mạnh chênh lệch về cái lượng đam dứt điểm hay là cái độ trâu bò đó. Đó, tôi sẽ đổi kiếm gãy nha anh em nhé. Trượng phép thuật được cho Shadow cầm. Thằng kia nó sang soi bài liên tục định đớp mình à? À, chắc là định ăn tôi gặp luôn này. Predator, ui tôi chết rồi. Lao vào cái ổ nhện nhện này có đi không? Khó rồi, ui rồi ôi, chết tôi. Nó sang phát nó soi phát nó chưa để ý anh em ạ, không để ý thôi xong rồi. Hyperseer chết thì là thua rồi. Ui mất chuỗi đào 21 luôn. Cay nhỉ. Sơ suất quá, sơ suất quá anh em ạ. Mất chuỗi cho đúng cái thằng Eco. Hỏng rồi. Mất chuỗi cho cái thằng Eco mới cay chứ lị. Thằng ấy tiền nhiều vãi đái và bây giờ nó xả tiền ấy. Nó form là cái đội hình khỏe nó. Càng đấy. Tôi thì bây giờ là vẫn là gọi là chưa form được bài đâu. Bài vẫn đang kiểu tận dụng thôi. Tôi nghĩ là bây giờ thì thôi, mất chuỗi rồi thì chúng ta cứ đợi 50 tiền thôi. Bây giờ thì thua thì mất máu dần dần xuống. Máu bây giờ 80 máu thì thôi được rồi. Cứ chấp nhận một chút. Mất một chút máu. Trên này có thằng chơi phe giờ này. Thua không? Thua luôn. Ui mẹ cái thằng phe giờ nó đẩy tôi nhiều quá anh em ơi. Thôi chết mẹ rồi. Liệu có phải ở 9 phe giờ không nhỉ? Chuyện này nhìn cái bộ 9 phe giờ cũng căng phết đấy nhá. 9 phe giờ hàng lưu ấy. Một thằng đã ra đi rồi kìa. Chuyện này nó đẩy ác quá thì mất thôi. Không phải chỉ có một mình tôi đẩy đâu anh em ạ. Anh em nhìn cái thằng phe giờ nó cũng đẩy căng luôn. Chuyện này là hàng lưu của 9 phe giờ là có thể chơi Squire nhá. Có thể chơi được Siling Assassin. Rất là mạnh luôn. Càng đấy, càng đấy. Chuyện này đẩy cực căng. Tạm thời như này đi. Con bom này có thể nó sẽ giảm khá khá cái lượng máu mất đi cho tôi. Ok, bom gánh nhá. Gặp ngay thằng Goblin này. Goblin này thì chắc chắn là chúng ta sẽ mất nhiều máu rồi anh em ạ. Cái tầm này bắt đầu bọn nó form được hết đội hình rồi. Trong khi tôi giữ chuỗi thì tôi quả dí cấp nhiều nên tôi cũng không roll nhiều ấy. Đấy, nên là tôi có form được cái đội hình gì đâu. Nhưng bây giờ thua bọn nó là điều đương nhiên thôi. Sau là 20 đúng khác hẳn đúng không anh em? Gặp thằng nào thua thằng đấy luôn. Ôi mẹ ơi, sau có mỗi 2 round tôi thua thôi và bây giờ tôi chỉ còn có chưa đến 50 máu. Một cái chuỗi thắng 100% máu, bây giờ tôi còn có 45 máu thôi. Thôi phải form về đội hình gấp thôi anh em ạ. Xả hết tiền thôi còn kịp. Ok chưa? Đủ 6 exit chưa nào? Bây giờ mới lộ diện đội hình đấy anh em. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? 6 exit. Rồi ok. Tạm thời thì nó sẽ là 6 exit này. Đây, bố linh cho kiếm hồn. Như thế này là sẽ có 4 mua lóc nữa này. À, đây, như này. Bỏ một con Exorcist ra, thừa một con. Rồi. 4 mua lóc kết hợp với cả 6 Exorcist kết hợp với 2 God. Đấy, lên level 10 sẽ là 4 God anh em nhá. Đấy, và yêu cầu của anh em Trần Ngọc Nam là tôi sẽ chơi Witcher và kiếm hồn làm co. Tuy nhiên anh em Trần Ngọc Nam thì có yêu cầu là chơi bộ 6 đỏ kết hợp với Witcher làm co cơ. Đó, nhưng mà tôi có tư vấn lại cho anh em Trần Ngọc Nam là cái bộ 6 đỏ nó sẽ không mạnh bằng cái bộ Exorcist. Bởi vì nếu mà chơi Exorcist chúng ta có thể kết hợp được với cả 4 God và kết hợp được với thêm 4 Warlock nữa anh em ạ. Và đây nó là cái bộ mạnh nhất khi mà chúng ta kết hợp cái con kiếm hồn làm co anh em nhá. Đấy, chứ còn cái bộ đỏ thì chúng ta sẽ không có khả năng hồi máu
và chúng ta cũng sẽ không có khả năng là kẹp được 4 gót đâu, nó sẽ không có khả năng đó. Đấy. Còn cái bộ này thì có. Đó, bộ này rất hay là chúng ta thừa slot để chúng ta cho được vào. Nó sẽ là 6 Aegir Seed, 4 Warlock, 4 Witcher, 4 God, 6444 anh em nhá. Đó, cái bộ Witcher này thì phải thực sự là nếu mà so với cái bộ đỏ ấy, nó cũng là một cái bộ mà khác biệt nó ở cái sức mạnh về mặt chênh lệch máu giữa đối thủ. Đấy. Nó giống cái bộ đỏ cũng thế, bộ đỏ cũng là cái sự khác biệt về cái số lượng chênh lệch máu giữa đối thủ và chúng ta. Thì bộ này nó cũng thế. Thay vì việc chúng ta nhiều máu hơn thì chúng ta chia đôi máu của đối thủ. Ok. Cái tầm này ấy là bây giờ là form được đội hình rồi, giữ được máu rồi. Đấy, nó không như cái giai đoạn sau round 20 nữa. Nhân tâm là 45 máu nó lại là nhiều. Đấy, còn vừa nãy 80 máu thì nó vẫn là ít. Khi mà chưa form được bài thì kể cả là 100 máu thì cũng chỉ 3-4 round là bay màu rồi, nếu mà chúng ta không form được bài. Đấy, còn đã form lên được bài rồi, lên được cái màu của đội hình rồi thì yên tâm nha anh em nhá. Tôi sẽ dí lên 10 sớm để có cái cơ hội ra là con kiếm hồn 2 sao dễ hơn. Đấy, tỷ lệ ra 5 đô nó sẽ là 5%. Để xem nào, tầm này bây giờ đổi được cái món gì không? Chưa đổi được. Món tím thì cũng chưa đủ. Tất nhiên là cái Berlin thì không vứt đi được rồi. Món cam thì lại càng không. Tôi quyết định là tôi sẽ giữ lại, tôi chưa có đổi. Việc rèn đồ này nó chỉ rèn khi mà chúng ta có những cái đồ thừa chúng ta vứt đi thôi. Có những cái món đồ bây giờ hiện tại nó đang rất là ok, rất là phù hợp với cả đội hình này. Thằng này nó lại sang soi này, chuyển sang Aegir Seed rồi bạn ơi. Hàn Quốc vẻ sang soi hơi nhiều ấy nhỉ. Không biết là có quen biết gì không. Này gặp lần Goblin này với đẩy tôi hơi nhiều màu luôn. Còn bây giờ thì bốc hơi. Bốc hơi sau một giây. Dã man. Vừa nãy nó đẩy tôi hình như là 17 hay 18 máu gì đấy. Nhưng mà bây giờ khác biệt rồi. Bây giờ tôi form được về đội hình ở level 10 rồi. Witcher level 10. Cực kỳ mạnh đúng không anh em? Đấy. Tôi tư vấn anh em trường hợp nào chơi bộ này hơi bị khỏe luôn. Kiếm hồn còn chưa kịp ra tay đâu. Kiếm hồn đã làm gì đâu. Cái đao vừa rồi là cái con Shadow 1 sao làm hết đấy anh em. Thậm chí là cái bộ này nhá, ở trận này là chúng ta gặp 6 Saman. Đấy, cái thằng Hàn Quốc hai chữ kia là nó cũng là 6 Saman. Thì cái bộ Aegir Seed ấy kết hợp với cả God này này, kiếm hồn làm co thì chưa nói, nhưng mà kết hợp với God ấy, kết hợp với 4 Warlock này nó cũng không sợ cái bộ Saman lắm đâu. Đấy, chứ còn Aegir Seed bình thường nếu mà anh em chơi Aegir Seed thì gặp Saman là gặp bố luôn. Tất cả những cái thằng Aegir Seed mà gặp Saman là quỳ hết. Đấy, nhất là cái bộ 9 Aegir Seed cực kỳ sợ 6 Saman. Nhưng mà cái bộ này thì không. Cái bộ God Aegir Seed này thì hoàn toàn là không sợ nhá. Thoải mái luôn. Đây chúng ta sẽ gặp cái bộ Aegir Seed đối thủ. Đấy, đây nó là 9 Aegir Seed. Thằng này sớm muộn cũng sẽ bị cái thằng Saman nó đẩy chết thôi. Đấy. Còn gặp tôi thì vẫn thua. Kiếm hồn tung trưởng bây giờ thì chưa được liên tục đâu, nhưng mà cũng rất khỏe. Anh em có thể thấy thằng này hai món đồ cam nhá. Đổi được hai món đồ cam nhưng mà đi luôn. Ui giời, cung đen hai món đồ cam à. Kiếm hồn 2 sao. Ui giời. Anh em ơi, thôi xong rồi. Trời lại thương kẻ bất lương rồi. Kiểu này dã man thật sự. Kiếm hồn lên được 2 sao. Cooldown giảm đi, bây giờ có thể tung trưởng liên tục được rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ đổi được cái món tím đầu tiên nha anh em nhá. Tôi sẽ đổi xem nào. Hay là để dành đổi được món cam không? Tôi nghĩ là thôi đổi món tím được rồi. Cái ngon nhất ở trong món tím thì có thể là xem nào. Búa bình minh à. Búa bình minh cũng rất là ok. Hoặc là chúng ta có thể lấy cái giáp xoay. Nhưng mà có khi là thôi. Tôi nghĩ lại rồi. Anh em ạ. Tôi mong muốn là sẽ là một cái Radiant hơn. Đấy. Ui dồi ôi anh em ơi. Đây là chúng ta đang tái hiện lại cái gì? Cái con Spectre ấy. Spectre ở trong Dota anh em ạ. Spectre mà cầm cái Radiant này. Xong rồi là cầm quả tim đúng không? Tim là cái giáp xoay đúng không? Giáp xoay là quả tim. Còn
Radiant chính là cái vương miệng. Ui rồi ôi, xong nó lại hóa bóng nữa. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Bóng ma sẽ được tạo liên tục luôn. Đấy, anh em nhìn kìa, các cái con bóng ma nó sẽ dí vào bao nhiêu con unit trên bàn cờ thì bấy nhiêu cái bóng luôn. Bóng ma bay ra liên tục luôn. Gọi càng nhiều đệ thì càng nhiều bóng ma. Con này cực kỳ cao tờ những con gọi đệ luôn anh em ạ. Quá hay. Được đấy. Chúng ta sẽ đổi một cái món đồ tím anh em nhá. Hiện tại là tôi đủ để có thể đổi món tím rồi. Mình xem nào, đổi cái gì. BKB giáp xoay đều có thể ok. Ui ra cả hai thì lấy giáp xoay thôi. Lấy quả tim thôi anh em. Ok rồi, chuẩn rồi. Cái lượng chênh lệch máu sẽ rất lớn. Bây giờ ui rồi, trận này đúng kiểu nó là đại chiến của những cái bóng anh em ạ. Tôi thì cũng là Exorcist nhưng mà cái bóng là cái bóng ma của con Spectre nhá, của con kiếm hồn. Đấy, còn cái thằng top 2 thì là cái bóng của cái bộ 9 Feather hàng Ryu. Sẽ là những cái bóng. Đấy, còn cái thằng top 3 là cái bóng của bộ Saman. Đấy, hóa Saman. Hóa ra những cái bóng của những cái con tướng tướng thật. Đấy, đó là cái bộ Saman. Anh em nhìn này. Saman bốc hơi luôn anh em ạ. 6 Saman gặp Exorcist bốc hơi. Chuyện lạ có thể tin được không? Kiếm hồn 3 sao. Có bao giờ có thể lên được kiếm hồn 3 sao không? Chuyện này tôi sẽ lùi nha anh em nhá. Quá hay. Được đấy, đại chiến của những cái bóng à. 9 Feather, 6 Saman. Toàn là những cái đội hình mà có thể gây. Ui thua luôn, cái thằng Saman đi luôn kìa. 6 Saman gặp 9 Feather bay màu luôn. Cái bộ 9 Feather hàng Fake thì nó đã mạnh rồi. Đây là còn hàng Deal nữa anh em ạ. Mặc dù là nó khó xây dựng nhưng mà một khi mà đã xây dựng lên được cái bộ 9 Feather hàng Deal thì nó cực kỳ mạnh. Bởi vì cái bộ này ấy, nó còn kết hợp được với Kira ở level 10. Đấy. Kết được ở ở level 10 có thể kết hợp với 3 Assassin. Kết hợp được với Insectoid nữa. Cực kỳ kinh khủng luôn. Mà nếu ấy mà anh em lấy được hai cái dấu ấn thần thánh thì cái bộ 9 Feather mà đánh ở level 10 ấy, nó sẽ còn kết hợp được với cả 4 God nữa anh em ạ. 4 God kết hợp với 9 Feather. Đấy, nhưng mà trong cái điều kiện là phải lấy được hai cái dấu ấn thần thánh thì cái bộ đấy là dồn đồ cho con cây thì chắc con cây trâu lắm nhỉ. Cây hút máu liên tục lại còn đẻ bóng liên tục nữa. Sẽ rất là trâu. Ui lấy cái gì đây? Rao này có lấy đồ Kira không nhỉ? Hay là lấy cái BKB? Kira này thì cộng thêm 600 máu cũng tạo một cái lượng chênh lệch về máu anh em ạ. Chúng ta cần có cái sức mạnh, cái bộ chênh lệch về máu với cái bộ Exorcist này thật là lớn với đối thủ. Rồi. Đại chiến của những cái bóng. Hay mà chúng ta có thể gọi là bóng ma trên võ đài à. Ừ, cũng được đấy. Tí nữa đặt tên tiêu đề cho video. Rồi để xem là đại chiến với những cái bóng này. Bóng ma trên võ đài thì thằng nào ngon, thằng nào ăn được. Ở đây là tôi đã nhận thấy là có con Shadow. Nó lên 3 sao anh em nhá. Dình dình dây cuối đổi swap nó sang bên này. Ok. Swap sang Shadow 3. Ơ không swap luôn. Điều đặt. Sao lé được nhỉ? Ê à, cũng khỏe phết đấy ạ. Ui chém phát kiếm hồn bay màu luôn. Căng 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 căng. Ồ thế thì vớ vẩn lại thua. Ui đầy nhiều thế. 15 máu luôn. Căng thẳng đấy nhở. Con Battleman này thì lại không dùng được anh em ạ. Battleman này thì chỉ có bỏ con Shadow Evil thôi. Nhưng mà Shadow Evil ở trong cái bộ này mạnh lắm. Bỏ ra thì mất clear. Chắc là phải đổi đồ cam rồi anh em ạ. Đây rồi. Đây mới đích thị là con Spectre anh em nhá. Trong Dota 2.
lấy đi Radian. Tôi đang phân vân giữa cái búa xét ấy. Nhưng mà thôi, cuối cùng thì cũng là cái Radian thôi anh em. Càng đấm vào mình thì càng mất máu nhiều, đúng không? Ok. Để xem là có giống Spectre không. Vua lì đòn. Gọi bóng liên tục kìa anh em kìa. Cứ hết cooldown gọi luôn. Đối thủ càng nhiều bóng thì càng chết nhiều. Như nào. Đối thủ càng có nhiều bóng thì chúng ta càng gọi được ra nhiều. Nhưng mà nó thì cũng thế anh em ạ. Chúng ta càng nhiều bóng đánh vào các con tướng của chúng thì nó cũng gọi được bóng ra. Đúng là đại chiến với những cái bóng. Trận thắng trận thua. Trận này thì thắng rồi. Kiếm hồn cứ sống mà thắng thôi. Kiếm hồn mà đi thì là bay màu. Trận đấu chúng ta có một con co là con kiếm hồn đó. Lao này không biết là có phải lao cuối chưa. Đồn mãi không ra là cái gì anh em ạ. Vãi. Sao đâu. À mày chết. Hết máu rồi. Sao đâu hết máu rồi. Nó quay ngược trở lại kìa. Ui ơi, đánh tiếp nó hồi máu lại kìa. Nhưng mà đi rồi. Chắc chắn là còn một cái con cây thôi. Còn một con cây thì đi rồi. 8 máu đi chắc luôn. 8 máu với chúng tôi. Ôi giời ơi. Kiếm hồn mạnh không? Anh em thấy kiếm hồn mạnh không? Đây nó không phải kiếm hồn đâu đấy, đây nó là Spectre trong Dota 2 đấy anh em ạ. Đủ những cái món đồ cần thiết để biến thành bóng ma hủy diệt chưa anh em. Dùng skill liên tục luôn. Gọi bóng liên tục. Mà những cái bóng gây nhiều đam phết đấy anh em nhở. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Meta Hunter nó đã quay trở lại rồi đấy anh em ạ. Anh em chưa xem, anh em xem đi nhá. Xem cái sức mạnh của bộ Hunter khi mà đấu với cả cái bộ Lineup Counter, chính là bộ 9 Warrior, nó như thế nào anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Một cái trận đấu mà tôi tưởng chừng như là đã thua, suy sụp hoàn toàn, thì cái điều bất ngờ đã xảy ra với tôi ở trong cái lao quái thứ 35. Điều bất ngờ đấy là gì, anh em hãy chọn clip bên phải anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.